Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quân cờ Domino, quyết đổ khi nào thì vượng nhào. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng rất nghiêm trọng. Có chuyên gia cho rằng các đại gia Việt Nam không biết ai là doanh nhân, ai là gian thương. Vì gian thương trước khi bị phát hiện thì họ đều là những bậc doanh nhân nổi tiếng. Không ai nghĩ con người quen lớn được đi bên cạnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bắt tay với Tổng thống Donald Trump dựng như ông Trịnh Văn Quyết mà lại đổ nhào rất nhanh như vậy. Trước khi bị bắt, ông Trịnh Văn Quyết cũng là doanh nhân hàng đầu trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng. Nhưng đột nhiên, ông Quyết lại lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo. Từ khi ông Quyết bị bắt cho đến hôm nay, FEC xuống dốc không phanh và có nguy cơ giải thể trong tương lai không xa. Quyết ngã thì FEC sẽ đổ. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng đã ngã nhào. Hiện nay VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Sản xuất xe xăng thất bại ê chề, kèm với khoản lỗ hàng tỷ đô la. Việc sản xuất xe điện hiện nay đang thiếu vốn nghiêm trọng. VinFast được nhiều người ví von rằng nó là công ty con tàn phá tập đoàn nhiều nhất. VinHomes làm ra bao nhiêu tiền thì VinFast sơi hết bấy nhiêu. Hiện nay VinHome đang đói vốn, nhà tồn kho còn rất nhiều, không thể bán được. Vốn thì bị chôn một chỗ, nợ thì đòi rất rát. Ông Vượng dường như đang ở thế rất bí. Từ khi có tin đồn xấu cấm xuất cảnh từ đến nay, người ta cũng chưa thấy ông Vượng ra được nước ngoài. Điều này càng dấy lên lời đồn lệnh cấm xuất cảnh là có thật. Chẳng qua Bộ Công an không phát lệnh bằng văn bản công khai. Càng về sau, sự nghi ngờ này càng lớn hơn. Tân Hoàng Minh đã đổ, FEC cũng đã đổ. Câu hỏi hiện nay là bao giờ thì Vin đổ? Bởi Vin đang hội tụ rất nhiều đặc điểm cho thấy đã tới lúc nó có thể đổ. Nợ lấp rất lớn, nó gần gấp 3 lần vốn chờ sở hữu. Trong lúc bất động sản tồn kho thì rất lớn, với khoản nợ khổng lồ đó thì rất khó thanh toán cho chủ nợ. Cho nên nhiều người đoán rằng Vin sẽ ngã, vấn đề là thời gian nào thì nó đổ. Từ khi ông Phạm Nhật Vượng lập công ty VMI, có ý kiến đánh giá rằng thời gian đầu sẽ khá thành công, giúp được một số người lướt nhẹ, người ta có thể mua đi bán lại giấy chứng nhận quyền sở hữu 1/50% bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng như một loại giấy có giá, nhưng sau đó thì có thể nó thành tờ giấy lộn nếu chuyện khủng hoảng nợ nần của VinGroup bị bùng bét. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết đã ngã nhào. Hiện nay ông Vượng thành lập VMI chia nhỏ quyền sở hữu các căn hộ, chia nhỏ quyền sử dụng cơ sở sản xuất để bán được cho một số cá nhân đánh giá là ông Vượng đang dùng chiêu lùa gà để hốt tiền. Và nếu vụ việc này thành công, có thể cái kết như Trịnh Văn Quyết sẽ chờ đón ông tỷ phú số 1 Việt Nam là không có, nhưng khả năng nó không thành công là rất lớn. Ông Quyết đã sổ khám, không có gì đảm bảo rằng ông Phạm Nhật Vượng sẽ không sao. Trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm như thế này, thì liệu rằng VinGroup có thoát khỏi khoản nợ đến 16 tỷ đô la hay không, gấp 3 lần vốn điều lệ của công ty. Đi vay mà để làm ăn, mà làm ăn thua lỗ, thì cái kết của nó là không hề tốt đẹp gì. Nền kinh tế Việt Nam đang rất khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp lớn đang đi vào vùng nguy hiểm của bão tài chính. Thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu hiện nay rất ê chề. Có ý kiến cũng cho rằng ông Phạm Nhật Vượng hiện đang bế tắc việc vay vốn ngân hàng và huy động thêm vốn trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sự quen biết của ông Vượng là rất lớn, nên ông Vượng vẫn còn huy động được vốn, nhưng lượng vốn huy động thì ngày càng teo tóp lại. Đây là hình ảnh bao giờ thì đến được Phạm Nhật Vượng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tẩy đi những khối u kinh tế. Tuy nhiên, với VinGroup thì ông Trọng phải cân nhắc kỹ, vì VinGroup ngã nhào là rất có thể nhiều ngân hàng sẽ ngã nhào theo, và việc ông Vượng chưa bị bắt chẳng qua là họ đang cân nhắc. Không biết nhận xét này có thực sự chính xác hay không. Tuy nhiên, dấu hiệu đi xuống của VinGroup và Phạm Nhật Vượng thì ngày một rõ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có biến lớn với nền kinh tế hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
nếu thành công, ông Tô Lâm được giải An ủi, ông Huệ được giải Việt Lốt. Có thể nói rằng đối thủ xứng tầm nhất của ông Huệ là ông Lương Kim Thủ tướng, chứ không phải là ai khác. Ông Huệ biết đấu tay đôi với ông Chính không thể thắng, nên đã nấp sau lưng thế lực lớn nhất hiện nay để chiến đấu. Cũng là người thân tín của ông Tổng Bí Thư, nhưng ông Tô Lâm thì làm việc cật lực, chịu nhiều tai tiếng với xã hội trong và ngoài nước. Trong khi đó, ông Vương Đình Huệ thì cứ đứng ngoài cuộc, lâu lâu lại dùng gậy chọc phá vào chính phủ, cho chính trường thêm sôi động. Đây là hình ảnh chiếc ghế ông Chủ tịch Phúc là ao ước của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Cũng dùng chiêu nấp sau lưng một người khổng lồ, ông Vương Đình Huệ đã thoát khỏi bão tố của chính trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Thanh là dũng tướng hay xung phong đi đầu trong kế hoạch của ông Tổng và đã phải gánh hậu quả thảm khốc. Giờ đây, ông Tô Lâm ước mơ cháy bỏng vào tứ trụ mà chưa biết có được hay không. Trong khi đó, ông Vương Đình Huệ thì đã vào tứ trụ từ hơn một năm trước và ngồi yên chờ kết quả ông Tổng và ông Tô Lâm chiến với ông Thủ tướng thế nào để rồi được hưởng lợi. Đây là cách ông Huệ chờ lấy giải Việt Lốt mà không cần tốn sức lực. Trong khi đó, ông Tô Lâm lại chiến đấu cật lực mà chưa biết có được phần thưởng nào hay không. Một nhà phân tích chính trị có tiếng đã cho Thời báo .d một nhận xét khá thú vị về ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm như sau. Cốc mỏ cỏ sơi. Nghĩa đen của câu nói là con chim cốc nỗ lực miệt mài mỏ cá để rồi con cò đứng kế bên đánh chén sạch những nỗ lực của con chim cốc. Trong trường hợp này, người nói có ví von ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như là con chim cốc mẫn cán. Tuy nhiên, thành quả mà ông Tô Lâm nhận được nếu có cũng chỉ là chiếc ghế chủ tịch nước. Ghế này được xem là giải an ủi cho những ai muốn vào trong tứ trụ. Còn nếu Tô Lâm hạ được uy tín của ông Thủ tướng bằng nghiệp vụ của ông thì người hưởng lợi chính lại là ông Vương Đình Huệ. Ghế Tổng Bí Thư so với ghế Chủ tịch nước chẳng khác nào giải độc đắc so với giải an ủi, khác nhau rất xa. Trong khi đó, ông Huệ chỉ ngồi chờ kết quả mà không phải nỗ lực nhiều để đánh đông dẹp bắc làm gì. Đây là hình ảnh chiếc ghế ông Tổng là mục đích của ông Vương Đình Huệ. Tờ Thời báo .d đã trao đổi ý kiến với rất nhiều cây bút có tiếng thì họ nói rằng trò chơi chính trị là trò chơi của những cái đầu, không phải trò chơi dành cho những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn mà thiếu đầu, thiếu óc. Cho nên, dù có lực lượng vũ trang trong tay hùng mạnh như thế nào mà thiếu cái đầu thì cũng chỉ là kẻ thất thế trước trò chơi chính trị. Vị này còn nhận xét rằng hình mẫu cho những người thừa cơ bắp thiếu cái đầu mưu lược là trường hợp của Tào Trương, con trai của Tào Tháo. Tào Trương là dũng tướng nắm binh quyền, Tào Trương không phục Tào Phi lên ngôi nên mang binh quyền về kinh để đe dọa. Nhờ có Tư Mã Ý mà ông ta đã tước được binh quyền trong tay của Tào Trương bảo vệ Tào Phi. Ông Tư Mã Ý có câu nói nổi tiếng rằng thực ra con người như Tào Trương rất dễ đối phó, và thực tế cái đầu của Tào Trương quá non so với cái đầu đầy mưu lược của Tư Mã Ý. Điều đó cho thấy những người võ biển không phải là những con người có thể chơi trò đấu đá trên chính trường. Ông Tô Lâm nắm được lực lượng công an trong tay nhưng vẫn chỉ là công cụ cho ông Tổng, chứ ông không phải là chủ cuộc chơi trong chính trường. Ông Tô Lâm được xem là người nắm binh quyền nhưng vẫn phải dựa vào ông Tổng, nhờ ông Tổng lấy dùm chiếc ghế chủ tịch nước. Thế mới chớ trêu cho một ông tướng công an. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm làm nhiều hưởng ít, ông Huệ thì ngược lại làm ít hưởng nhiều. Nếu không có ông Tổng thì ông Tô Lâm không thể là đối thủ của ông Chủ tịch Phúc. Đó là đánh giá thẳng thắn của một nhà quan sát chính trị. Ông Phúc là người có vẻ ngờ nghệch, luộm thuộm, ăn nói kém cỏi, nhưng ông lại rất giỏi về thủ đoạn chính trị. Và giờ đây, ông Chủ tịch nước không hề có binh quyền trong tay, mà ông Tô Lâm rất vất vả để đẩy ông đi khỏi ghế. Đẩy được thì là thành công. Tuy nhiên, ông Huệ thì chỉ có tọa sơn quan hổ đấu. Đấu xong, ông Huệ thu nhận chiến lợi phẩm rất lớn, mà có khi người nắm binh quyền như ông Tô Lâm có mơ cũng